Ok tất cả các anh em nhá, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Lại là mình Vững Máy Tính đây. Cái khoảng thời gian gần đây thì mình cũng hơi bận một tí nên là mình cũng không ra được video, thì mong anh em thông cảm nhá. Ngày hôm nay thì mình đã quay trở lại đây và mang đến cho anh em một cái con PC, mỗi con PC full mới, full trắng, trong khoảng tầm giá 29 triệu để phục vụ cái nhu cầu làm việc nha anh em. Thì với 29 triệu bỏ ra anh em sẽ có cái gì? Đầu tiên là anh em sẽ sở hữu một cái con B760 này anh em. Một con B760 - G gaming wifi. Và cái bản này là bản D4 nha anh em. Một con dốc trích đến từ Asus. Cái wifi này thì nó có kết hợp luôn cả Bluetooth nha anh em. Con này là MATIC, nó sẽ rất là phù hợp cho anh em build lên những con PC kiểu gọn gàng. Và nếu như mà cái góc làm việc cũng như là chơi game của anh em nó không quá rộng rãi thì anh em build cái dòng bên này nó cũng khá là hợp lý luôn. Và cái con bên này mình nghĩ là nếu mà đẹp nhất ấy, thì anh em lên sử dụng những con vỏ kiểu MATIC. Con này thì mình thấy là nó có rất là nhiều các cái cổng ăn chơi cơ bản này anh em, HDMI, display board này, và đặc biệt là nó có hai cổng USB Type-C luôn này. Hai cổng này nó khá là hữu dụng nha anh em. Trong cái thời điểm hiện tại đấy thì mình thấy có khá là nhiều các cái thiết bị kết nối bằng cổng Type-C, ví dụ như là iPhone hay là loa Bluetooth hoặc rất là nhiều các cái thiết bị khác nhau. Thì cái việc mà sử dụng hai cổng Type-C trên mỗi con main này mình thấy nó khá là tiện nha anh em. Mình cũng đang sử dụng cái cổng Type-C này để sạc cho cái con iPhone 3 Pro Max của mình. Mình thấy nó sạc cũng như là truyền tín hiệu khá là nhanh nha anh em. Đây có một cái nút để full BIOS này. Và các cổng kết nối USB thì mình thấy là có 4 cái cổng USB 2.0 này và 2 cái cổng USB 3.2. Hai cổng này là Gen 1, còn cái cổng đỏ đỏ này là Gen 2 nha anh em. Cũng là 3.2 nhưng mà là Gen 2. Type-C thì cũng thế anh em ạ, cái cổng ở dưới này là 3.2 Gen 1, còn cái cổng bên trên này cũng là 3.2 nhưng mà là Gen 2 nha anh em. Nói chung là các cái cổng ăn chơi thì đều xuất hiện ở trên cái con bên này. Wi-Fi thì là Wi-Fi 6E luôn, âm thanh 7.1 và Bluetooth 5.3 nha anh em. Nói chung là đây là mỗi con bên nó khá là nhiều công nghệ. Nói về cái vấn đề công nghệ thì mình thấy là nhiều khi anh em build PC nó cũng hơi phí. Bởi vì cũng có những anh em mua máy về cũng chỉ dùng thôi, chứ cũng không có thời gian nghiên cứu, vọc vạch hay là can thiệp vào BIOS. Nên là cũng có những cái tính năng ở trên những cái dòng main cao này mà nhiều khi anh em không dùng. Ví dụ đơn giản như con main này, nó có một công nghệ khử ồn thông minh AI 2 chiều cũng như là kết nối mạng thông minh AI. Cái tính năng ấy nó rất là hữu dụng cho những anh em kiểu chơi game hay là streamer. Anh em muốn tương tác với người chơi, anh em bật cái skin khử ồn ấy lên sẽ có một cái sự khác biệt khá lớn nha anh em. Nó sẽ làm giảm cái tiếng ồn xung quanh từ micro đến âm thanh. Nói chung là nếu như mà anh em có thời gian, anh em có đam mê, anh em thích vọc vạch thì anh em cứ lên web, các cái thông số kỹ thuật chi tiết thì đều có ở trên trang chủ hết rồi nha anh em. Cái phần bên trên của cái ốp tản này là làm bằng nhựa nha anh em. Cái phần dưới tản nhiệt tiếp xúc trực tiếp với lại cái hệ thống phơi điện này là mới làm bằng nhôm này, nhôm phơi xước nha anh em. Và với những cái đường cắt vát như này thì mình thấy là cái con B760 này cái ngoại hình của nó cũng hơi gai góc anh em ạ. Điểm nhấn của cái ốp tản này thì cái logo dốc trích này này, nó có đèn nét nha anh em. Con này có một cái công nghệ mà mình thấy là nó đi trước tương lai luôn anh em ạ, là cái khe cắm cạc màn hình ở bên trên này này. Đây là cái khe PCIe 5.0x16 nha anh em. Nhưng mà nói thật với anh em là những con cạc màn hình có thể coi là cao trong thời điểm hiện tại, ví dụ như là 4090 thì nó cũng chỉ là chuẩn PCIe 4.0 thôi. Chứ còn 5.0 này mình nghĩ nó vẫn là một cái gì đấy của tương lai nha anh em. Hiện tại thì mình thấy là nó cũng chưa hữu dụng lắm đâu. Con bên này thì nó có hai cái khe cạc màn hình. Bên trên là 5.0, bên dưới là 4.0. Và hai cái khe M2 SSD cũng là 4.0 luôn nha anh em. Và có một cái điểm khá là văn minh ở trên con bên này, nó giúp cho anh em tháo VGA khá là dễ dàng. Đấy là nó có một cái nút ấn ở đây này. Với con bên này thì mình nghĩ là anh em có thể kéo được những con chip ví dụ như là 13.600K, còn 13.700K hoặc 13.900K thì anh em có thể cân đối sang những cái dòng bên Z690 hoặc Z790. Bốn cái khe RAM này thì nó khá là thoải mái cho anh em PC. Và nếu như mà anh em OC lên ấy thì bớt RAM mà cái con main này nó có thể nhận được là khoảng tầm 5.300 nha anh em. Nhưng nói thật sự anh em là những cái dòng RAM D4 ấy mình thấy anh em cùng lắm chỉ lắp khoảng tầm 3.600 thôi.
Mặc dù là một cái dòng bên MATIC nhưng mà mình thấy cái con B760 này bên nhà sản xuất người ta cũng khá là hào phóng khi mà cho anh em khoảng tầm đây mình thấy có 1, 2 này, 3 cái cổng sinh nhất 5V và một cái cổng sinh nhất 12V nha anh em. Cái cổng 12V này bây giờ mình thấy là ít người dùng lắm anh em ạ. Gần như là người ta toàn dùng sinh nhất 5V thôi. Bởi vì trong cái quá trình sử dụng nó khá là mát nha anh em. Và đồng bộ hay là kết nối với các cái thiết bị mới bây giờ đấy, nó cũng cực kỳ là dễ dàng luôn. Còn về cổng fan thì cũng khá là nhiều luôn. Một cái cổng cebu fan và một cái cổng fan để anh em cắm bơm của những cái mã thản nhiệt nước. Bên dưới này thì mình cũng thấy có thêm hai cổng fan nữa này đấy. Nói chung là nếu như mà anh em nào là tín đồ của RGB đấy thì sử dụng những cái dòng bên đến từ Asus này nó cực kỳ là hợp lý luôn. Đây là mỗi con bên lần đầu tiên mà mình lên video nên là mình cũng nói hơi dài dòng một tí. Còn nếu như để mà review về chi tiết thì nói thật sự với anh em là nói nửa ngày không hết đâu anh em ạ. Nên là thôi mình sẽ tạm bỏ qua hạt bên. Còn về phần chip thì trên cái cấu hình này mình sẽ sử dụng một con i5-13500. Cái con 13500 này thì nó có khá là nhiều các cái ưu điểm. Tất nhiên là cái hiệu năng của nó sẽ không bằng cái con 13600K, nhưng mà nó tiết kiệm điện hơn này, nó mát hơn này. Nó mát hơn thì anh em có thể sử dụng bất kỳ một cái mã tản nhiệt nào, kể cả tản khí hay tản nước đều rất là ok. Và với cái nhiệt độ đấy thì anh em không cần phải hạn chế về điện năng cũng như là hiệu năng của chip, nên là anh em có thể thoải mái bung lụa cái con chip này. Anh em mua mâm thì anh em sẽ được đâm cho thủng luôn. Có này thì mình cũng đã test trên khá là nhiều các video khác nhau của mình rồi. Và mình thấy là cái nhiệt độ max của nó khi mà chạy full chip ấy thì nó chỉ rơi khoảng tầm 75 độ C quay đầu thôi. Đấy là mình sử dụng mà tản nhiệt nước anh em ạ. Còn là tản khí thì chắc là nó sẽ cao hơn chút. Điện thì cũng chỉ ăn khoảng tầm 150 W thôi nha anh em. Và bạn khách hàng của mình thì cái nhu cầu của bạn ấy cũng không quá cao, cũng chỉ ở tầm trung thôi. Bạn ấy chủ yếu là làm premiere, render video, làm YouTube, làm Photoshop. Nên là bạn ấy đã chốt cho mình con 13500 này. Còn về phần RAM thì trên cái cấu hình này mình sẽ sử dụng 4 thanh XBGD50, 4 thanh màu trắng nha anh em. Nói về cái nhu cầu premiere để dựng phim ấy thì mình nghĩ là 16GB trong thời điểm hiện tại nó hơi đuối đấy anh em. Anh em lên sử dụng ít nhất cũng phải được tầm 3 thanh 8GB. Còn hoàn hảo hơn thì anh em lên sử dụng 4 thanh như mình này, nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. RAM thì nói chung đây là một cái mã khá là kinh điển và thần thánh rồi, nên là mình cũng không cần phải nói nhiều nữa. Còn về phần ổ cứng thì trên cái cấu hình này mình sẽ sử dụng một con KC3000. Con này dung lượng 1T Gen 4 đến từ Kingston nha anh em. Có này tốc độ đọc ghi thì khỏi bàn rồi, 7000 trên 6000. Và cái TBB kép khá là cao nha anh em. TBB kép liêm yết ở trên trang chủ là 800T anh em ạ. Và bạn khách hàng của mình thì bạn ấy cũng đã sẵn có mỗi con HDD6T, nên là trên con máy ngày hôm nay thì chỉ có một cái con KC3000 này thôi. Còn cạp màn hình đây, một cái mã cạp màn hình mà hình như là đây là lần đầu tiên mà mình lên video anh em ạ. Lần đầu tiên thì mình sẽ mở hộp ra cho anh em xem mỗi con cạp hình mới tinh. Và cái cấu hình ngày hôm nay đấy thì bạn khách của mình bạn ấy cũng ra đòn luôn với mình là bạn ấy muốn mua một cái cấu hình mới tinh, không chơi hàng cũ, không chơi hàng nay new. Bạn này thì team bạn ấy cũng không phải là yếu, nhưng mà bạn ấy thích ăn chắc mặc bền. Bạn ấy rất là giữ gìn sức khỏe và muốn có những cái giấc ngủ ngon. Nên là bạn ấy đã lựa chọn một cái con hàng lưu nha anh em, hàng mới tinh, tem Thủy Linh này anh em. Một cái con, đây, quên không giới thiệu mã cho anh em. Một con 3060, GTX 3060 Vision đến từ Giga nha anh em. Vision thì chắc chắn là 3 fan rồi. 3 fan thì lên cây khá đẹp luôn. Tông thì là tông trắng, nhưng mà màu thì cũng không phải là trắng tinh đâu, không phải là full trắng đâu, mà kiểu là trắng bạc anh em ạ. Về thiết kế thì mình thấy cái dòng Vision này nó khá là đơn giản và mình rất là thích cái thiết kế của con này nha anh em. Nó không hầm hố như những cái mã khác, ví dụ như là Zoctic hay là Ultra Wide đâu. Về các cổng kết nối thì sẽ có 2 DisplayPort này và 2 cổng HDMI. Với con này thì anh em sẽ xuất được 4 màn cùng lúc. Về cái mục đích sử dụng, nếu như mà anh em có cái nhu cầu nhiều về chơi game thì mình nghĩ là anh em nên lựa chọn sang những cái mã 3060 Ti thì nó sẽ làm cho anh em thỏa mãn nhiều hơn. Chứ còn cái con 3060 phiên bản 12GB này, mình nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn cho những anh em có nhu cầu làm việc.
Ví dụ như cái bạn khách chủ nhân của con PC này, bạn ấy Premiere Render Video làm YouTube 2K thì cái dung lượng VRAM 12GB này nó mới phát huy tối đa cái lợi thế của nó nha anh em. Tiếp theo, để kéo cái con 13500 thì mình sẽ sử dụng một con tản nhiệt nước đến từ nhà Deepcool. Con này là LT520 trắng nha anh em. Còn về phần nguồn đấy thì trên cấu hình này mình sẽ sử dụng một con PK750D cũng đến từ nhà Deepcool luôn. Con này thì chuẩn 80 Blood Brown. Còn nếu như mà anh em thích những con 80 Blood Gold ấy thì anh em có thể lấy sang những con BM750D hoặc là BM850D thì giá nó sẽ chát hơn. Còn cái con BK này thì bây giờ rơi khoảng tầm 1450 anh em ạ. Và ngay bây giờ mình sẽ tiến hành nắp tất cả linh kiện này vào thành mỗi con PC hoàn chỉnh và test game cho anh em xem. Không biết được là cái gu thẩm mỹ cũng như là khi mà anh em nhìn qua hai màn hình thì anh em thấy cái con PC này như nào. Còn mình thì mình thấy khá là thích cái thiết kế cũng như là ngoại hình của con PC này nha anh em. Từ vỏ bên ngoài đến các cái linh kiện bên trong. Trước giờ thì mình vẫn thích một cái thiết kế kiểu đơn giản như này. Và trên cái cấu hình này mình sẽ sử dụng một cái mã vỏ đến từ nhà Deepcool. Cho anh em chưa biết về cái mẫu vỏ này thì nó có mã là CH370, Deepcool CH370 nha anh em. Và cái bản này là bản trắng. Nhưng mà bản trắng này thì nó lại không phun trắng mà nó lại lửa trắng nửa đen anh em ạ. Nó chỉ trắng ở mặt trước này và mặt trên thôi. Bản thân mình thì mình thích nó phun trắng hơn, phun trắng nhìn nó sẽ sang hơn. Chứ còn lửa trắng lửa đen như này thì nhìn nó hơi rối mắt nha anh em. Show cho anh em cái cấu hình của máy trước khi đi vào test game nhé. Chip i5 13500, con này 14x20 luồng 6B và 8E. Main Zoctric B760-G, Gaming Wi-Fi D4, RAM D4 32GB, bớt 3200 nha anh em. Cảm hình GTX 3060 GB, có này phiên bản 12GB GDDR6, băng thông 192 bit nha anh em. Đến từ cái đầu tiên là GT5 phiên bản offline thì anh em có thể thấy là cái chỉ số FPS nó khá là cao nhé, và gần như là FPS max rồi, được tầm trên 180 FPS. Và mình cũng chưa thấy cái tựa game này nó lên khoảng tầm 200 FPS bao giờ anh em ạ. Kể cả những con cảm hình cao nhất, ví dụ 4090 thì nó chỉ được khoảng tầm 1.8 thôi. Hiện tại thì cạc màn hình vẫn chưa full noát nha anh em, noát có khoảng tầm 96% thôi. Nhiệt thì lên tầm 71 độ C rồi và đang ăn có 150W điện thôi. Nhiệt độ phòng hôm nay test máy thì khá mát luôn anh em ạ, có 29 độ C này anh em. CPU thì không cần để ý nha anh em, noát có khoảng tầm 25%. Và nhiệt thì mình cũng chưa thấy chạm ngưỡng 50 độ C đâu. Đây mình sẽ show cho anh em cái setting này. Hiện tại là mình đang chơi trên độ phân giải 2K. Khởi răng cưa thì mình đã tắt hết rồi này. Và cái mức setting đồ họa hiện tại là Very High. Một cái mức setting nói chung là cũng bình thường anh em ạ, cũng bình thường trong game thôi. Với cái tựa game GT5 này, nếu như mà anh em muốn nó ăn và cạc hình nhiều ấy, thì anh em cứ bật cái khử răng cưa lên. Đảm bảo với anh em là cái con 3060 này thì FPS nó sẽ giảm thậm tệ luôn. Con này về hiệu năng chơi game thì mình không đánh giá cao đâu. Bởi vì bây giờ chỉ cần khoảng tầm 5 triệu hoặc là hơn 5 triệu một tí thôi là anh em đã có thể sở hữu được cho mình một cái con cạc màn hình 3060 Ti cũ. Hiệu năng chơi game thì nó vượt trội hơn cái con 3060 này khá là nhiều luôn nha anh em. Cái con 3060 này thì về cái hiệu năng chơi game mình thấy nó không hề thấp mà nó cũng không hẳn là cao nha anh em, nó cũng cứ tầm tầm thôi anh em ạ. Hiện tại thì cả mình đang full load 100% rồi và đang ăn 171W điện nha anh em. CPU thì chỉ load khoảng tầm 44% thôi
và nhiệt độ thì lên tầm 55 độ C rồi. 55 độ C là một cái mức nhiệt độ cực kỳ là mát luôn anh em ạ. Đây mình sẽ show anh em setting này. Setting hiện tại mình đang chơi trên độ phân giải 2K. Và cái mức đồ họa là nao nha anh em, mình sẽ cho lên cái mức cao hơn xem như nào. Ultra đi. Đấy, Ultra thì được khoảng tầm 60-70 FPS thôi anh em. Ok anh em nhé, mình sẽ chat test thêm cho anh em. Đây, mình test full trừ ổ cứng nha anh em. Và cũng đã test được khoảng tầm 4 phút rồi này anh em này, 4 phút rồi. Và hiện tại thì anh em có thể thấy là CPU vẫn đã full load này, RAM full load này. Và card hình hiện tại cũng đang gần như là full load này anh em. Thì anh em có thể thấy là cái nhiệt độ max của cái con 13500 này nó sẽ rơi khoảng tầm 70 độ C. 70 độ C thôi nha anh em. 70 độ C là một cái mức nhiệt độ khá là mát cho mỗi con chip chạy max anh em ạ. Với những cái con chip Gen 13 đấy thì hiệu năng nó khá là cao. Nên là mình thấy cái con 13500 này này thì nó là một cái con chip đáng mua nha anh em nhé, đáng mua nếu như mà anh em làm việc tầm trung. Điện thì nó chỉ ăn khoảng tầm 106 thôi. Hiện tại là mình đang để BIOS nó chạy mặc định, nhưng mà mình nghĩ nếu như mà can thiệp sâu hơn vào BIOS ấy thì cái hiệu năng của cái con CPU này nó vẫn có thể lên nữa, và cái điện năng nó sẽ ăn khoảng tầm 130W gì đấy nha anh em. Nó tầm đấy, chứ còn 106 này mình thấy nó ăn hơi ít này. Con PC này là mình build cho một bạn khách hàng ở Đồng Tháp và full mới luôn nha anh em. Nó có giá trị khoảng tầm 29 triệu 300 anh em ạ, tầm đấy. Nếu như anh em có nhu cầu build PC thì anh em cứ Zalo hoặc alo trực tiếp cho mình 0936888112. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình. Nếu anh em thấy video hay và hữu ích, anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.